Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở đã chính thức tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng. Như vậy, lương hưu dự kiến cũng sẽ điều chỉnh tăng. Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo kỳ lương hưu tới đây sẽ chậm 14 ngày so với bình thường. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh về lý do ngành bảo hiểm xã hội chậm trả lương hưu. Theo Nghị định 42 sẽ có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 2023, lương hưu mới là mức lương trợ cấp của tháng 6 2023 nhân 1,125 hoặc 1,208 tùy đối tượng điều chỉnh. Mức sau khi điều chỉnh phải đảm bảo từ 3 triệu đồng một tháng trở lên. Riêng đối với người lao động nghỉ hưu sau ngày 30 tháng 6 2023, lương hưu sẽ tính theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1 tháng 7 2023. Hiện tất cả người hưu trí, dù thuộc đối tượng điều chỉnh lương hưu hay không, cũng phải chờ đến ngày 14 tháng 8 2023 khi Nghị định 42 chính thức có hiệu lực mới được chi trả lương hưu. Tình huống chậm lương đã gây nhiều khó khăn. Đơn cử như trường hợp của ông Lê Gia Thịnh, nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 30 tháng 6 và đang chờ tháng lương hưu thứ hai. 27 tháng 7 này là hết hạn. Đúng là đóng giá, đóng tiền nước á. Mà tới giờ tôi chưa được nhận tiền hưu mới, mà tới 14 tháng 8 mới được. Theo tôi nghĩ á, vấn đề mà hành chánh á, là cái chuyện đó là phải làm lẹ thôi, chứ đâu có thể mà nói chờ tới nửa tháng, hơn nửa tháng nữa, tới 14 tháng 8. Không nên để cho một cái số ít chờ đợi một cái số đông, thì cái số điều chỉnh thì sẽ phát sao. Còn hoặc là sau này có điều chỉnh nữa thì mình có thể mình phát vô trong các tháng sau. Bởi vì cái mức lương mình vẫn giữ cái mức lương như mình hiện có. Tính lúc chưa tăng thì mình vẫn có cái cơ bản, thì như vậy nó sẽ hay hơn. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã cập nhật phần mềm quản lý chi trả các đối tượng đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, lập và chuyển danh sách chi trả, phối hợp với bưu điện các tỉnh thành để cấp kinh phí và có kế hoạch tổ chức chi trả lương hưu. Theo ghi nhận, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất mọi công đoạn điều chỉnh thủ tục, chỉ chờ nghị định có hiệu lực. Cái việc thống kê đối tượng thực hiện điều chỉnh thì việc này cơ quan bảo hiểm xã hội đã làm thường xuyên nhiều năm trước đây, cho nên trong cái lần điều chỉnh này không có gì là khó khăn. Vấn đề là chúng tôi phải chờ cái nghị định số 42 có hiệu lực ngày 14 tháng 8 thì chúng tôi mới tổ chức chi trả được. Đợt này có tăng thì là chờ một chút cũng không sao, nhưng mà cũng mừng cái là lương được điều chỉnh lên thì cũng thấy nó phấn khởi. Yên tâm, tức là cái tiền của mình vẫn còn đó và mình được truy lãnh thì nó có để đó giống như tiền để dành vậy đó. Tại kỳ chi trả tháng 8 2023, ngành bảo hiểm xã hội sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới và cả phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7 2023.